Đây, cổng vào của khu di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt Cát Tiên nha anh em. Đó. Chúng ta mình đi một vòng tham quan, trải nghiệm khu di tích này. Trời, dưới Cát Tiên nắng khá đẹp anh em nhé. Hoặc là cái ly ở dưới mà cái ly ở nha. Ông xuống đấy, ông bỏ tay bọn nó đấy, giờ nguyên cái biển đó. Vâng, thưa các bạn, đây là đường lên gò A1, đồi A1. Ở đây là con đường mới toanh. Muốn lên được cái gò đồi A1 to hành tráng nhất khu trung tâm khảo cổ Cát Tiên thì chúng ta phải bước lên hơn 200 bậc thang và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Đếm bậc thang. Đây là con đường mới mà trung tâm khảo cổ mà làm. Thì em thấy là chắc phải hơn 200 bậc rồi đó, nên anh hai khỏi phải đếm, anh đếm là anh lên không nổi đâu. Ở hai bên của bậc thang là những tre rất tiếp sức cho khách tham quan. Nước của Cát Tiên. Chúng ta đang tham quan qua đồi A1, đồi cao nhất, lớn nhất, to nhất và mang giá trị lịch sử cao nhất. Và cái dốc này là đang đứng nhất. Dốc này cũng khá đứng nhất. Em nghĩ chắc phải hơn 200 bậc anh ơi, chắc 300 bậc quá. Cứ đi đi. Đi đi em. Đi đi. Cái này là đường mới, em nãy em nghe nói là tí nữa mình về đường cũ. Phó giám đốc có nói là về đường cũ. Các bạn thấy mệt chưa? Hồi sáng giờ mình đi cũng khá nhiều nên này hơi mệt. Tạm thời nghỉ giai lao. Nghỉ giai lao xíu này. Cái này tôi đi mới 1/3. Đó, anh em nhìn thấy dốc rồi. Nghe đây. Đang chuẩn bị đi, bây giờ đi, nắng quá mà. Về đi, tại vì nó không chết chưa xong đâu. Những bậc thang này khá dốc nha anh em. Đây, chúng ta đã trước mắt chúng ta là đồi A1 hay còn gọi là đền đấy, gọi chính xác là đền. Chiêm ngưỡng cái đồ gọi là linh vật, linh ga và do linh cũng thánh địa đi đó, đối với các bạn đó, linh vật lớn nhất, sáng nhất. Đây, linh vật đây, chúng ta nhìn từ trên cao.
lớn nhất và hoành tráng nhất của quần thể di tích bảo tồn. Này nó có truyền thuyết gì về nó không anh, hay là có sự có một di tích à? Cái này là biểu tượng của nam nữ, của người mình á. Ừ. Linh ga là biểu tượng cho dương vật, còn Johnny là biểu tượng cho cái kia của người phụ nữ. Thì đó là một sự sinh tồn, đó là trong thời gian mà thảo cổ khai quật rồi mưa gió ngắn, trong đó có một vài trường hợp người ta nghĩ trong trong cái này có vàng. Để cho anh em xem cận cảnh luôn về cái linh vật của đền A1, đền cao nhất, lớn nhất của quần thể di tích khảo cổ Cát Tiên. À, cho anh xem một vòng luôn nha. Ở đây họ đã làm cho mình cái cầu bắt ngang qua để chúng ta có thể xem và trải nghiệm, khám phá được rõ hơn về di tích lịch sử này. Chúng ta tiến hành đi xuống. Và đây là chúng ta đi xuống con đường cũ. Đường cổ đây nè, không phải là đường làm mới như lúc nãy mình tên. Đường đây sau khi phát hiện và cái khu đại thế này nhà nước đã tiến hành làm con đường lên, giúp cho khách tham quan. Cái thứ hai, bảo tồn, tiếp tục bảo tồn và tiếp tục nghiên cứu. Khu di tích này là giá trị liên hành, rất đẹp, rất cổ. Khá dốc này. Dạ, đây là cái đền mà họ đã phát hiện ở đầu tiên ha anh. Ở trong quần thể kiến trúc thì đền này là đền phát hiện đầu tiên. Cao nhất, to nhất. Và dường như là theo lời của giám đốc á, là cái đền này là cái đền làm sau cùng của cái quần thể này. Những người để lại là cái đền này là làm sau cùng, làm đến cái độ cao nhất. Hồi nãy mình đi con đường mới nên là mặc dù nó đứng nhưng nó lại ngắn hơn. Đúng rồi. Mình đây mình đi con đường lại cũ thì là phải gần 200 cái bậc thang của mình. Gần 200 bậc thang đó. Anh em có thể thấy rừng nguyên sinh này nhé. Anh em có nghe tiếng chim không? À, tiếng chim hót đó. Chim rừng. Chúng ta còn xuống tới nơi đất tập tới đất rồi, xuống đường đi rồi, chân dốc, chân dốc. Nói chung là ngã rồi cái đôi chân nữa các bạn, các bạn. Kỳ nhâm. Okay. Di tích kiến trúc 1A đây. Con chim thôi các bạn. Thank you.